Cho nên trong tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Bây giờ trên thân chúng ta quán thân mà thấy cái thân nó bệnh đau, vậy thì chúng ta bằng cách nào mà chúng ta khắc phục được cái bệnh đau ra khỏi? Thì như vậy có phải là chúng ta đã làm chủ được bệnh không? Thế rồi tứ niệm xứ nó dạy như vậy mà chúng ta không biết cách nào hết, ngồi đó mà quán, nào là quán thế này thế khác thế nọ, tất cả mọi cái, cuối cùng bệnh đau thì chỉ đi bác sĩ, đi nhà thương, thì cái này coi như chúng ta tu không kết quả, tu sai pháp. Còn một người tu đúng pháp thì người ta làm chủ được cái này. Bởi vì trong tâm lực của chúng ta nó có những cái lực, mà cái năng lực của nó có bảy cái năng lực, gọi là bảy cái năng lực giác chi. Giác chi tức là thất bồ đề đó, bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực giải thoát, nó giúp chúng ta được giải thoát. Vì khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ á, thì bảy cái năng lực này nó hiện ra. Cho nên Đức Phật nói á, thất giác chi á, thực phẩm, món ăn của thất giác chi là cái gì? Là tứ niệm xứ. Món ăn là cái gì? Hằng ngày chúng ta phải tu tập cái đó, cũng như mình ăn hằng ngày, ngày nào mình cũng phải ăn. Thì tứ niệm xứ là món ăn của thất giác chi. Có phải không? Quý vị đọc trong kinh, quý vị thấy trong kinh Nguyên Thủy xác định được cái điều kiện mà chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà bảy cái giác chi đó nó lại là món ăn cho tứ thiền, cho tâm mình. Nếu mà không có bảy cái năng lực giác chi này thì chúng ta không nhập tứ thiền mà không bao giờ mà có tâm mình được. Đó, cho nên từ ở chỗ cái tứ niệm xứ chúng ta mới thấy được cái năng lực tự thân của chúng ta. Cho nên từ cái năng lực đó, bệnh đau trên thân chúng ta đẩy lui được hết. Chúng ta có một cái lệnh đó gọi là pháp như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân chúng ta đau chứ gì, tức là ác pháp chứ gì, như cái lý giải thoát mà chúng ta tác ý thì cái thân chúng ta sẽ hết đau. Phật đã dạy như vậy, như lý tác ý, như cái lý giải thoát mà tác ý. Bây giờ thân đau mà thân không đau thì không đau với đau nó có khác nhau, có phải không? Cho nên chúng ta cái lý của nó đi ngược trở lại với cái ác pháp của nó. Cũng như tâm chúng ta có tham thì chúng ta bảo không tham, dừng lại, giờ này không phải ăn. Cho nên cái lệnh của chúng ta, cái lệnh mà chúng ta tác ý ra nó mạnh lắm. Cũng như bây giờ cái thân của quý vị đau thì cái tâm của quý vị sẽ bị dao động. Cho nên muốn cho cái tâm mình đừng dao động á thì quý vị phải tác ý. Phải tác ý. Thọ là vô thường, cái đau này là không có thật. Cho nên tâm đừng sợ, ngồi đây bất động. Thì do đó chúng ta ngồi thẳng lưng lên và nương vào trong một cái phương pháp mà Phật đã dạy gọi là định niệm hơi thở. Thì khi mà chúng ta nương vào cái định niệm hơi thở thì chúng ta nhắc như thế này, bởi vì trong cái 16 và 18 cái đề mục, 16 cái đề mục trong định niệm hơi thở và trong cái pháp thân hành niệm thì có thêm hai cái đề mục nữa của về hơi thở. Cho nên cộng lại là 18 cái đề mục của định niệm hơi thở để cho nó đủ trọn vẹn về cái hơi thở. Và cái phương pháp định niệm hơi thở nó giúp cho chúng ta đẩy lui được những cái chướng ngại pháp ở trên thân và tâm của chúng ta. Thí dụ như thân bị bệnh đau thì lúc bây giờ chúng ta tác ý như cái lý đạo mà chúng ta tác ý, thọ là vô thường, tâm không có dao động, không có sợ hãi, hãy ngồi thẳng lưng lên, hãy nhiếp tâm trong hơi thở. Thì lúc bây giờ chúng ta tác ý hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, để cho tâm bám vào trong hơi thở, tức là an trú trong hơi thở. Khi mà tâm an trú trong hơi thở thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Nhưng lúc bây giờ thân chúng ta đang bị đau, nó đâu có an được, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta lại tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải cái câu kinh như vậy để nhắc cho chúng ta, để khi mà cái tâm nó an trú thật sự trong hơi thở rồi thì nó có một trạng thái an ổn của thân của chúng ta, là lúc bây giờ bệnh đau đi mất rồi. Hễ nó an thì thân chúng ta hết đau. Đó là một cái phương pháp để khắc phục tham ưu trên thân của chúng ta, làm chúng ta không còn ưu phiền nữa. Một người đau mà các Phật tử thấy một người mà bệnh đau thì cái người đó họ có an ổn không? Họ có ưu phiền không? Có lo lắng, ưu phiền, không biết mình có thể chết, chết rồi sự nghiệp mình để cho ai, hoặc là con cái mình còn nhỏ, hoặc là như thế này thế khác. Nó làm cho chúng ta rất ưu phiền. Cho nên khi trên thân quán thân mà gặp cái trường hợp mà ác pháp như vậy thì chúng ta đẩy lui ác pháp đó ra, không cần phải uống thuốc đâu. Đây là cái phương pháp thực tế cụ thể. Mà tâm chúng ta mà không an ổn thì chúng ta cũng có những cái phương pháp để đẩy lui những cái an ổn của cái tâm.
Cho nó trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở trên đó. Như vậy tứ niệm xứ dạy chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta khắc phục được những đau khổ trên thân tâm. Và cuối cùng khi thân tâm chúng ta đã khắc phục được, tâm đã ly dục, ly ác pháp được, nó không còn tác động được, bị ác pháp không còn tác động nó, thì nó sẽ an ổn gì, nó sẽ thanh tịnh gì. Thì lúc giờ bây giờ bảy giác chi xuất hiện, bảy cái năng lực giải thoát xuất hiện, tức là bảy cái trạng thái bồ đề đó, nó xuất hiện ra chúng ta. Chừng đó chúng ta sử dụng sẽ nhập định. Như vậy là cái lớp mà giới luật chúng ta phải ly dục lấy ác pháp hoàn toàn thì chúng ta mới đủ sức để rồi chúng ta mới bước qua cái lớp định. Cho nên chúng ta thấy cái chánh niệm á, là cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ để giúp chúng ta thực hiện được cái tâm ly dục lấy ác pháp hoàn toàn, giúp cho tâm chúng ta bất động, thanh tịnh. Để rồi chúng ta có đủ lực, chúng ta mới bước qua cái lớp, cái cấp 2 là cái cấp định. Chúng ta mới bước vào cái lớp chánh định. Cho nên pháp của Phật nó thực tế cụ thể như những cái môn học ở trong các trường học, nó không khác gì hết. Vì vậy mà ước ao ngày mai này Phật giáo của chúng ta có những cái trường học để dạy chúng ta từ lớp chánh kiến cho đến chánh định để thực hiện tam minh. Thì cái kết quả của nó để giúp chúng ta chứng quả A-la-hán vô lậu hoàn toàn, làm chúng ta được giải thoát. Nghĩa là 10 người mà vào được những cái lớp học này, được những vị chứng quả A-la-hán đứng lớp mà dạy, thì 10 người sẽ chứng quả A-la-hán tiếp tục 10 người, không có người nào rớt hết. Bởi vì học đúng, hành đúng, có người dạy đúng thì không uổng công của chúng ta chút nào. Cũng như bây giờ mình cố gắng mình học tập, mình học tập đúng, có thầy dạy đúng, có trường lớp hẳn hoi, có bài vở hẳn hoi từ lớp thấp đến lớp cao, thì cuối cùng mình phải tốt nghiệp, phải có chứng chỉ, phải có cấp bằng. Ví dụ như học bác sĩ thì phải đổ ra thành bác sĩ, phải học tiến sĩ về môn học nào đó thì cũng sẽ đổ ra thành tiến sĩ. Bởi vì mình siêng năng, mình cố gắng mình học. Cũng như quý Phật tử siêng năng tu tập nhưng mà tu sai, học sai thì cuối cùng mình không tốt nghiệp được gì hết, uổng phí công của mình. Còn học đúng thì mình sẽ đạt được. Nhưng điều kiện mà thầy khuyên quý Phật tử đó, khuyên quý Phật tử, thứ nhất là chúng ta phải học đạo đức nhân quả, biết từng hành động nào thiện, hành động nào ác. Nhiều khi chúng ta có những cái hành động mà chúng ta không biết thiện, cứ ngỡ rằng mình thiện nhưng mà sự thật không thiện. Thiện thì có hai phần, một phần hữu lậu và một phần vô lậu. Như quý Phật tử đi làm việc từ thiện, giúp đỡ cho đồng bào bị lũ lụt, bị hỏa hoạn, thiên tai, hoặc là giúp cho những người mà bệnh tật trong nhà thương, không có cơm ăn, không có tiền bạc để trả tiền cho bệnh viện, để giúp đỡ cho những người bất hạnh đó, thì đó là thiện hữu lậu, chứ không thể nào là thiện vô lậu. Nhưng mục đích của Đạo Phật ở đây, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện này là thiện vô lậu, chứ không thể nào là thiện hữu lậu được. Bởi vì hữu lậu còn đau khổ, gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là không còn đau khổ trong tâm khảm của người đó nữa. Cho nên tăng trưởng cái vô lậu chứ không phải là tăng trưởng cái thiện hữu lậu. Nhưng Đức Phật không cấm chúng ta, không cấm chúng ta làm cái việc thiện hữu lậu. Nghĩa là chúng ta có khả năng giúp đỡ cho những người bất hạnh, từ con người cho đến con vật, chúng ta đều là một nguồn an ủi sự đau khổ chúng. Đó là thuộc về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì Đức Phật đã có dạy chúng ta điều này, cho nên không cấm chúng ta làm việc hữu lậu, làm cái phước thiện hữu lậu. Nhưng cái phước thiện mà vô lậu thì rất cần cho Đạo Phật. Cho nên trong tứ chánh cần, nói tứ chánh cần ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, thì cái thiện trong tứ chánh cần này không phải thiện hữu lậu mà thiện vô lậu. Khi mà chúng ta ở trong một cái thất, giam mình ở trong thất để tu tập, thì chúng ta còn làm việc gì bên ngoài nữa được mà gọi là thiện hữu lậu, phải không? Chúng ta luôn luôn để làm cái việc thiện cho chính bản thân của mình. Khi mà chúng ta làm cái việc thiện mà chúng ta hoàn toàn được giải thoát, thì lúc bây giờ chúng ta mới ra khỏi thất, mới làm cái thiện hữu lậu. Cũng như hôm nay mà thầy ngồi đây thì thuyết giảng cho quý Phật tử nghe cái con đường tu tập chánh đáng của Đạo Phật bằng con đường đạo đức, bằng con đường giới luật, thì đó là thầy đang làm cái việc thiện hữu lậu chứ không phải thiện vô lậu. Còn bây giờ thầy ngồi ở trong thất, mỗi tâm niệm ác, mỗi tâm niệm
khởi lên trong tâm của thầy, thầy biến nó thành một cái đề mục ngăn và diệt, không làm cho tâm thầy đau khổ, bất an, mà làm cho tâm thầy luôn luôn thanh thản, an lạc, vô sự, thì đó là thầy đã sanh thiện và tăng trưởng thiện vô lậu. Quý Phật tử, cái này cái lợi ích cho bản thân của người đó rất lớn, là vì người đó không còn đau khổ nữa. Và cuối cùng, người thực hiện được như vậy. Cho nên khi mà đụng mọi pháp bên ngoài, khi mà ra tiếp xúc với mọi người, thì không có pháp nào, ác pháp bên ngoài mà tác động tâm họ được. Cho nên tâm họ bất động, hoàn toàn họ làm chủ được sự sống của họ, cuộc sống của họ. Cho nên hôm nay, quý Phật tử, thứ nhất là thầy khuyên nhắc, thứ nhất là phải học đạo đức, nhân quả. Để biết được đạo đức nhân quả, để làm gì? Để khi mà chúng ta nhìn mọi vật đừng thấy đúng sai phải trái, mà hãy thấy thiện và ác. Một lời người đó chửi mắng mình hãy nhìn đó là nhân quả. Đời trước mình chửi người ta, đời nay người ta chửi mình, tại sao mình lại giận? Dai phải trả chứ, tức là thấy bằng nhân quả. Còn thấy tôi đúng mà tại sao anh chửi tôi dữ vậy? Thì như vậy là rõ ràng là mình sẽ có sân, mình sẽ có tức giận trong lòng mình. Cho nên cái nhìn thấy đúng pháp là làm chúng ta xả được tâm liền, ly được dục liền, ly được ác pháp liền. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy không đúng thì ngay đó chúng ta có đau khổ. Thì đạo Phật bắt đầu chúng ta giải quyết được tâm của chúng ta trước tiên. Cho nên chúng ta phải làm chủ được cái tâm của mình trước cái tham sân si. Bây giờ thầy xin nhắc thêm để thấy được cái tham sân si của chúng ta. Tham sân si là cái nghiệp lực. Hằng ngày chúng ta cứ bị người ta chọc ghẹo mình, lúc nào cũng sân, lúc nào cũng thấy cái này kia ham muốn, cho nên chúng ta quân cái ham muốn, quân cái sân, thành ra một cái lực, thành ra một cái thói quen. Cái thói quen nó nằm ở trong tâm của quý vị, ha, hoặc nằm ở ngoài. Có người nói khi mà chúng ta quân vậy, nó nằm ở trong tâm. Sự thật ra thân tâm của chúng ta nó với cái nghiệp lực nó không có một mà nó hai. Cho nên một người chết rồi á thì không còn một cái vật gì hết, thì như vậy là rõ ràng nó nằm ở đâu mà đi đầu thai đây. Quý vị nghĩ, quý vị suy nghĩ kỹ cái chỗ này, khó, rất khó hiểu, khó hiểu. Bây giờ theo Đức Phật nói, thân ngũ uẩn của chúng ta nó diệt là diệt hết, không còn một cái vật gì hết. Nghĩa là thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức chứ gì. Thì người nào ở trong thân chúng ta, người nào có cái thân này thì cũng có ngũ uẩn hết. Nhưng mà khi chết rồi không còn có một vật gì trong đó hết, tan hoại hết. Tan hoại hết, không còn có một vật gì. Vậy thì cái gì mà còn tiếp tục luân hồi tái sanh đây? Thì cái đó là cái nghiệp lực của chúng ta. Khi một hành động thì đưa ra như thế này, thì dùng một cái danh từ để dễ hiểu, đó là cái từ trường. Một hành động thầy đưa cánh tay ra, thầy đánh người ta, thì cái hành động đó là hành động đó. Một lời nói của thầy nói ra, một lời nói làm cho người ta đau khổ, phiền não trong lòng người ta, thì cái từ trường nó vẫn còn. Nó thải ra, nó thành một cái lực. Cái lực nó thành một cái từ trường, nó bao dây xung quanh một cái người ác, cũng như một người nói thiện, làm thiện, nó cũng bao quay. Cho nên trong Kinh Pháp Cú nói, những cái hành động thiện á, những hành động ác nó theo chúng ta, nghĩa là như bánh xe mà theo chim con vật kéo xe, có phải không? Những cái hành động thiện á, nó theo chúng ta như hình giữa bóng, có đúng trong cái bài Kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Vậy thì nó theo chúng ta chứ đâu phải nó ở trong thân tâm của chúng ta. Nếu mà thân tâm của chúng ta mà trong thân ngũ uẩn mà nó ở trong đó, tâm chúng ta là nghiệp, thì chúng ta chết thì cái nghiệp nó cũng chết mất, nó cũng tan hoại hết, phải không? Cho nên nó theo là nó ở hoài, nó theo. Như vậy quý vị không có nhìn thấy được cái ác của quý vị nó đang theo, theo quý vị, và cái thiện nó đang theo. Bây giờ quý vị làm ác, với cái đôi mắt của cái người có tâm minh, người ta thấy cái từ trường quý vị ác quá, người ta biết. Quý vị không thấy biết quý vị đâu. Nhưng mà quý vị biết được của quý vị là quý vị thấy được tai nạn, bệnh tật, đau khổ. Đó là nó tác động vào cái thân tâm của quý vị để cho quý vị phải trả những cái quả đó mà thôi. Chứ còn thân ngũ uẩn của quý vị nó không có dính với cái này đâu. Nhưng mà ở ngoài nó có tác động vô. Nghĩa là nó bao quay quý vị. Thì cho nên thọ khổ, thọ lạc đều là do những cái sự bao dây của cái nghiệp lực của quý vị. Cho nên khi cái thân quý vị mất rồi, hoại rồi, thì cái nghiệp lực này nó còn. Bây giờ nó còn, nó để làm sao mà nó tái sanh đây? Nếu nó tham sân si, nó phải giống với cái những người tham sân si xung quanh nó đây. Nó giống ai thì cái, những cái người đó làm cha mẹ nó đó.
Còn cái thân của quý vị ngũ quẩn đây nó hoại mất rồi.